điều hòa càng dễ hỏng. Anh Hiển, một cư dân sống tại chung cư thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội, trong mấy ngày nắng nóng than phiền chiếc điều hòa dù mới lắp từ đầu mùa nóng, nhưng chạy không thấy mát, mà chỉ thấy gió thổi từ cục lạnh. Mặc dù đã điều chỉnh đủ kiểu nhưng không thấy thay đổi, anh Hiển và gia đình bắt đầu lo lắng. Hỏng điều hòa, cơn ác mộng mùa nắng nóng. Để ý ở cục nóng mỗi khi bật điều hòa, anh Hiển thấy không phát ra tiếng ồn như mọi khi. Hỏng điều hòa khiến nhiều hoạt động của gia đình anh bị gián đoạn, đặc biệt là những đứa trẻ nếu không có điều hòa bật buổi tối thì rất khó ngủ. Mất mấy ngày mới hẹn được thợ điện, anh Hiển tá hỏa khi được thông báo máy điều hòa bị hỏng lốc, hay còn gọi là block, với chi phí ngót nghét 4 triệu đồng, gần bằng 1/3 chi phí của toàn bộ máy điều hòa. Anh Hiển chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị hỏng điều hòa khi trời chuyển nắng nóng cao điểm tại các tỉnh Bắc Bộ. Tại sao một thiết bị được thiết kế để hoạt động chủ yếu trong mùa nắng nóng, mà khi trời nắng lại dễ gặp sự cố như vậy? Trời càng nóng thì điều hòa càng dễ hỏng, một thợ sửa điều hòa lâu năm chia sẻ. Các dòng điều hòa thông thường chỉ chịu được công suất khi ngoài trời đạt từ 42, 45 độ C. Nếu ngoài trời đạt nhiệt độ cao hơn mức đó thì điều hòa sẽ chạy mãi mà không tới được mức nhiệt yêu cầu. Từ đó khiến điều hòa chạy liên tục mà không được nghỉ ngơi, lâu dài sẽ dẫn tới hỏng. Thế nhưng rất nhiều hộ gia đình hay các văn phòng vẫn thản nhiên để nhiệt độ thấp, từ 16, 20 độ C, lại bật kéo dài suốt trong nhiều ngày, khiến điều hòa luôn trong tình trạng gồng mình, dẫn tới quá tải. Lốc điều hòa, hay còn gọi là block điều hòa, là bộ phận máy nén điều hòa bên trong hệ thống làm lạnh mà chiếc điều hòa nào cũng có. Bộ phận này có tác dụng hút ga từ dàn lạnh để nén sang dạng lỏng ở dàn nóng. Khi trời nóng, máy điều hòa phải hoạt động suốt ngày, thậm chí là vài ngày. Block điều hòa là một trong những bộ phận dễ bị hỏng nhất. Sau đó tới dàn nóng do sản sinh ra lượng nhiệt lớn, và ngay cả hệ thống quạt làm mát cũng có thể gặp vấn đề, thậm chí gây ra cháy, chập vi mạch. Hạn chế hỏng điều hòa, dùng điều hòa thế nào hiệu quả? Trời nắng nóng, ai cũng mệt mỏi, rệu rã, và ngay cả những thiết bị làm mát cũng vậy, chúng luôn phải hoạt động, hết công suất để phục vụ cho gia đình bạn. Do đó, để những gã hầu cận này làm tốt nhiệm vụ của mình, chúng ta cũng cần cho chúng hoạt động ở một chế độ phù hợp. Điều quan trọng nhất khi sử dụng điều hòa trong mùa hè đó là nếu trời càng nóng, thì chúng ta càng phải đặt ở mức nhiệt cao. Nếu nhiệt độ lên trên 40 độ C, thậm chúng ta nên điều chỉnh điều hòa ở mức 29, 30 độ. Mặc dù điều chỉnh như vậy sẽ không tạo cảm giác mát lạnh, nhưng thực tế vẫn tốt hơn rất nhiều so với một căn phòng không có điều hòa. Khi nhiệt độ yêu cầu không chênh lệch quá cao so với môi trường, điều hòa sẽ hoạt động ở công suất vừa phải, có những quãng nghỉ, và cũng sẽ bền lâu hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng điều hòa kết hợp cùng các thiết bị làm mát khác như quạt trần, quạt điện, máy phun sương cũng là một điều cần thiết. Mặc dù điều này khiến chúng ta có cảm giác tốn gấp 2 lần điện, nhưng trên thực tế lại là một trong những biện pháp đơn giản để tiết kiệm điện, làm mát hiệu quả, và giảm tần suất hoạt động quá tải của điều hòa. Nguyễn